Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nếu các bạn là một người đam mê tìm hiểu về sự sống, về tự nhiên, chắc chắn các bạn sẽ không thể không biết đến thuyết tiến hóa, một trong những học thuyết khoa học nổi tiếng nhất nhưng cũng gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử khoa học. Vì một lẽ đơn giản, nó gần như đảo lộn mọi hiểu biết và thậm chí là cả niềm tin của chúng ta về sự sống. Con người từng có một thời gian rất dài tin rằng không hề có sự tuyệt chủng, cũng như chẳng hề có chuyện một loài này tiến hóa thành một loài khác. Vạn vật không thay đổi mà vẫn y nguyên như chúng vẫn thế kể từ khi thế giới được tạo ra. Hóa thạch đã có thể được tìm thấy từ rất lâu trước khi ngành cổ sinh ra đời, như hoặc là chúng ta tin rằng chúng thuộc về những sinh vật thần thoại, hoặc là chúng là xương cốt của những động vật bí ẩn chưa được khám phá và vẫn đang còn tồn tại ở ngóc ngách nào đó trên thế giới này. Khủng long cũng không phải ngoại lệ, nhất là vào cái thời con người chưa có đủ phương tiện hiện đại để khám phá thế giới. Thế nhưng khi chúng ta đã có đủ khả năng để khám phá gần như mọi ngóc ngách của thế giới rồi mà vẫn không tìm thấy những động vật bí ẩn đó đâu thì chỉ còn một khả năng. Chúng đã không còn trên thế giới này nữa, hay nói cách khác là đã tuyệt chủng. Hơn nữa, nhiều loài động vật hóa thạch trông không giống lắm những động vật đang còn tồn tại ngày nay, nhưng sau khi phân loại và đem sắp xếp các hóa thạch dựa trên niên đại mà chúng được khám phá, các nhà khoa học nhận thấy có một sự diễn biến liên tiếp của các hình thái, dù có thể không hoàn toàn đầy đủ. Chúng góp phần chứng minh và bổ khuyết cho thuyết tiến hóa của Darwin. Vậy nếu động vật tiến hóa từ dạng này sang dạng khác, từ loài này sang loài khác, tại sao những động vật đang cùng tồn tại với chúng ta ngày nay trông lại ít thay đổi như vậy? Hay như trong một số cuộc tranh luận về nguồn gốc của loài người thì bạn sẽ hay gặp những câu hỏi kiểu như là: nếu con người tiến hóa từ một loài linh trưởng nào đó, tại sao các loài linh trưởng ngày nay như khỉ đột, tinh tinh không tiến hóa thành một giống loài thông minh hơn? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm cách trả lời câu hỏi: động vật ngày nay có đang tiến hóa không các bạn nha? Đây là Mê Khủng Long Live, chuyên mục đặc biệt của Mê Khủng Long TV. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu định nghĩa loài và cách mà các nhà khoa học xác định các loài cũng như phân biệt chúng với nhau. Theo khoa học thì loài là một nhóm các cá thể sinh vật có những đặc điểm sinh học tương đối giống nhau và có khả năng giao phối với nhau và sinh sản ra thế hệ tương lai. Và thế hệ tương lai này cũng phải có khả năng sinh sản ra thế hệ tiếp theo. Lý do đơn giản là nếu không có khả năng sinh sản thì bộ gen của chúng cũng không thể được truyền lại và do đó không thể tạo thành loài mới. Để xác định loài thì người ta sẽ dựa trên các đặc điểm hình thái học và di truyền, nhưng điều này chỉ áp dụng với các sinh vật còn tồn tại. Đối với các sinh vật như khủng long thì các nhà khoa học chỉ có thể dựa vào đặc điểm hình thái, dù điều này rất có thể dẫn đến những nhầm lẫn và sai sót khi xác định loài. Đã có những cuộc tranh luận về việc mẫu vật này có phải là cùng loài hay khác loài với mẫu vật kia hay không, kéo dài suốt nhiều năm chưa chấm dứt, chẳng như Nainotyrannus có phải là T-Rex chưa trưởng thành hay không, hay trường hợp của một số loài thuộc nhóm hậu đầu long. Sau khi đã biết về loài rồi thì cần phải khẳng định rằng sinh vật vẫn luôn tiến hóa và tạo thành những loài mới không ngừng, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy, ít nhất là bằng mắt thường. Một trong hai nguyên nhân chính đó là: thứ nhất, sự tiến hóa bắt đầu với những thay đổi rất nhỏ. Thứ hai là phần lớn quá trình tiến hóa trong tự nhiên diễn ra rất chậm. Thật ra thì hai nguyên nhân này có liên quan chặt chẽ đến nhau, vì muốn tiến hóa tạo thành loài mới thì phải tích lũy đủ những thay đổi nhỏ, và để tích lũy đủ thì sẽ cần rất nhiều thời gian. Về cơ bản thì do tiến hóa xảy ra dựa trên những thay đổi được kế thừa qua các thế hệ, tốc độ sinh sản của sinh vật là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ hình thành loài mới. Ví dụ, vi khuẩn sinh sôi rất nhanh, chúng có thể nhân đôi sau vài phút hoặc vài giờ, nên các biến thể mới của vi khuẩn có thể hình thành sau vài năm hoặc thậm chí vài ngày, và do đó thì về lý thuyết chúng ta hoàn toàn có thể quan sát sự tiến hóa hình thành loài mới của chúng. Tuy nhiên, việc xác định xem các biến thể mới này có đủ tiêu chuẩn để được xác định là một loài mới hay không khá khó, bởi chúng không sinh sản hữu tính, nên không thể dùng việc sinh sản giữa các cá thể với nhau để xác định được. Các nhà khoa học chỉ có thể dựa vào những đặc điểm khác. Chẳng hạn như vào năm 2008 thì họ phát hiện ra một biến thể mới của vi khuẩn E. coli đã tiến hóa để có khả năng sử dụng citrat làm thức ăn trong một môi trường giàu oxy. Vi khuẩn E. coli bình thường vốn không thể làm được điều này, nhưng họ xem đây có thể là sự khởi đầu cho một loài mới trong ít nhất một vài năm nữa. Vấn đề chỉ là vi khuẩn rất nhỏ và dù chúng có tiến hóa nhanh ra sao thì bằng mắt thường, chúng ta hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Ở động vật, vốn là những sinh vật phức tạp hơn vi khuẩn rất nhiều, thời gian để sự tiến hóa dẫn đến hình thành loài mới đương nhiên cũng lâu hơn. Những trường hợp nhanh nhất có thể phải cần cả một cho đến một vài thế kỷ, chẳng hạn như trường hợp loài Rhagoletis pomonella. Khi người phương Tây du nhập táo trồng vào Bắc Mỹ từ thế kỷ 19 thì một nhóm ruồi này đã chuyển sang thích nghi với việc kiếm ăn từ loại cây trồng mới thay vì cây táo gai bản địa như loài gốc. Hai nhóm ruồi dần dần cách ly sinh sản với nhau và đến đầu thế kỷ 21
chúng đã được xem như những loài vật chủ, bước đầu tiên của một kiểu hình thành loài mà không cần những ngăn cách về địa lý. Vâng, để điều đó xảy ra thì cũng phải cần đến 150 năm. Ở động vật có xương sống thì quá trình này có thể lâu hơn nhiều, dù có một vài trường hợp con người chúng ta vẫn có thể theo dõi được, như trường hợp của cá rô phi ở hồ Victoria. Các nhà khoa học ước tính rằng trong vòng chưa đầy 12.000 năm, từ một tổ tiên thì những con cá này đã bùng nổ để tạo thành 300 loài khác nhau, một con số đáng kinh ngạc, nhưng hiển nhiên là hàng trăm năm thôi cũng đã là quá dài với một đời người, chứ đừng nói là hàng nghìn năm. Những trường hợp lâu nhất có thể lên đến hàng chục triệu năm, chẳng hạn như chăn Nam Mỹ hay còn gọi là chăn xít mồi và chăn thông thường, vốn sống ở châu Phi và châu Á ngày nay. Chúng vốn có cùng một tổ tiên nhưng đã bắt đầu hình thành những loài khác nhau sau khi Nam Mỹ tách ra khỏi châu Phi cách đây khoảng 140 triệu năm. Những tổ tiên chung cuối cùng của chúng được cho là vẫn còn tồn tại trên khoảng 70 triệu năm trước, và do đó quá trình này có thể diễn ra suốt hàng chục triệu năm mới hoàn tất. Hiện tại thì theo ước tính của các nhà khoa học, dựa trên dữ liệu được đúc kết từ hơn 50.000 loài, để hình thành loài mới thì cần có sự tích lũy đột biến trong ít nhất 2 triệu năm. Do đó, hầu hết mọi trường hợp hình thành các loài mới diễn ra ngoài khả năng quan sát của con người, vốn chỉ là một giống loài mới có khoảng 300.000 năm lịch sử, trong đó quãng thời gian mà chúng ta quan sát tự nhiên bằng góc nhìn khoa học hiện đại cũng chỉ mới có vài trăm năm. Đó là chưa kể những thay đổi này không diễn ra dưới những dạng thức mà mắt thường có thể quan sát thấy, thế nên rất khó để chúng ta có thể quan sát sự thay đổi của các giống loài bằng mắt thường. Khó chứ không phải là không thể. Một ví dụ là sự gia tăng tỷ lệ các cá thể voi không ngà ở châu Phi như một sự thích nghi với hoạt động săn bắn voi lấy ngà quá mức của con người, dù thay đổi này chưa dẫn đến sự hình thành của một loài voi mới. Về hóa thạch sống thì sao? Nói đến đây chúng ta không thể không nói đến trường hợp của những động vật được gọi là hóa thạch sống. Chúng ta thường dùng thuật ngữ này để gọi các sinh vật vẫn còn tồn tại ngày nay, nhưng trông giống y hệt những hóa thạch có niên đại rất cổ, tựa hồ như chúng chẳng hề trải qua bất kỳ sự tiến hóa nào trong một thời gian dài vậy. Những ví dụ thường được nhắc đến là Sam hay cá vây tay, vốn tưởng đã tuyệt chủng hoàn toàn thì lại bất ngờ xuất hiện vào năm 1938. Chúng trông gần như không khác gì những hóa thạch cá vây tay đã có niên đại lên đến 420 triệu năm trước. Phải chăng là có những ngoại lệ đối với thuyết tiến hóa hay thậm chí đó là những bằng chứng cho thấy thuyết tiến hóa không hề chính xác? Trên thực tế thì các thuật ngữ khoa học thường được sử dụng với rất nhiều sai sót trên các phương tiện truyền thông đại chúng, từ một thuật ngữ tưởng chừng đơn giản như loài. Điều này đã góp phần tạo nên rất nhiều hiểu lầm về các hiện tượng khoa học, và hóa thạch sống cũng là một trong số đó. Chẳng hạn như trường hợp của con Sam, trông như con Sam ngày nay không khác lắm so với những con Sam cổ đại, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì ngay cả ngoại hình của chúng cũng có những khác biệt nhất định. Kể cả khi chúng không thay đổi lắm về ngoại hình, thì điều đó cũng không có nghĩa là quá trình chọn lọc tự nhiên không hoạt động. Trên thực tế thì có 3 kiểu chọn lọc tự nhiên khác nhau, gồm chọn lọc định hướng, chọn lọc kiên định và chọn lọc phân hóa. Thông thường khi chúng ta nói đến chọn lọc tự nhiên thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến quá trình chọn lọc theo kiểu chọn lọc định hướng hay còn gọi là chọn lọc vận động. Đây là kiểu chọn lọc sẽ xảy ra khi môi trường thay đổi, làm cho một quần thể ban đầu mang kiểu hình này lại biến đổi theo hướng củng cố kiểu hình tương phản với kiểu hình ban đầu. Một kiểu chọn lọc khác cũng khiến quần thể thay đổi mạnh mẽ là chọn lọc phân hóa. Đây là kiểu chọn lọc làm các cá thể vốn có kiểu hình thích nghi nhất ở quần thể bị đào thải, bị thay thế bởi các kiểu hình cực đoan vốn trước đây không thích nghi. Nguyên nhân là do có một sự kiện đột phá nào đó xảy ra, chống lại kiểu hình đang ưu thế, đồng thời các yếu tố tiến hóa tách quần thể thành nhiều nhóm kiểu hình khác nhau. Nếu thời gian đủ dài thì các nhóm kiểu hình khác nhau này có thể tạo thành các loài riêng biệt từ quần thể gốc ban đầu. Cuối cùng là chọn lọc ổn định. Kiểu chọn lọc nhằm củng cố và tăng cường các cá thể có kiểu hình vốn đã thích nghi trong quần thể ban đầu, đồng thời đào thải các kiểu hình cực đoan so với kiểu hình thích nghi. Điều đó có nghĩa là, ở một môi trường sống ổn định, không thay đổi nhiều thì sự khác biệt sẽ không mang lại lợi ích gì và quá trình chọn lọc tự nhiên sẽ có xu hướng bảo tồn những đặc điểm cũ. Như vậy, không phải lúc nào chọn lọc tự nhiên cũng như tiến hóa đồng nghĩa với việc các giống loài phải thay đổi một cách triệt để và khác biệt hoàn toàn so với tổ tiên của chúng. Những loài như Sam, ốc canh vũ và tổ tiên của chúng đã thích nghi rất tốt với môi trường sống, chiếm giữ cùng những ngách sinh thái nhất định qua nhiều triệu năm. Thế nên quá trình chọn lọc tự nhiên vẫn tiếp tục bảo tồn những đặc điểm cũ thay vì tạo điều kiện cho những đặc điểm mới trỗi dậy, khi chúng gần như giữ nguyên hình dạng đó mà gần như không thay đổi nhiều. Vâng, vừa rồi là video nói về nguyên do tại sao các loài vẫn đang tiến hóa nhưng chúng ta không thể nhìn thấy và sự thật về những hóa thạch sống. Hy vọng là video này đã giải đáp thành công thắc mắc của nhiều bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.